sập sàn bê tông công trình làm 7 người bị thương. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2015, sàn bê tông của tầng 6 của công trình xây dựng Trung tâm Thông tin Khoa học tại đường 3 tháng 2, quận 3, Thình Lệnh sập nhau. Tin của báo Pháp luật Sài Gòn cho hay, tai nạn xảy ra làm 7 người công nhân bị thương. Nguồn tin ban đầu nói rằng, số công nhân này chỉ bị thương nhẹ, đã rời bệnh viện sau khi được chăm sóc vết thương. Đây là vụ sập công trình xây dựng mới nhất tại Sài Gòn trong một loạt tai nạn tương tự xảy ra thời gian qua. Trước đó là vụ sập nhà ga thuộc dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông ở thành phố Hà Nội hôm ngày 28 tháng 12 năm 2014 đã buộc cơ quan thẩm quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam đình chỉ việc thi công. Đây là dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay trong vòng 30 năm của nhà nước Trung Cộng. Vì vậy mà Trung Cộng chỉ định công ty cục 6 của họ thực hiện gói thầu nói trên. Có điều lạ là đơn vị tham vấn thiết kế cũng như giám sát việc xây dựng và thiết kế dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng đều nằm trong tay của các công ty hoa lục. Báo Pháp luật Sài Gòn dẫn lời ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam cho hay, tai nạn liên tiếp xảy ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2014 là một người chết và hai người bị thương nặng. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2014, là bốn người ngồi trong một chiếc xe taxi chạy ngang, suýt bị chôn vùi đã buộc phía Việt Nam phải đình chỉ thi công công trình đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam cũng đã áp dụng biện pháp mạnh là chấm dứt vai trò tham vấn giám sát của Trung Cộng, sa thải giám đốc điều hành người Trung Quốc và đưa một công ty Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát công trình.